cuộc chiến vi mạch nhìn từ những con chip phương Tây trong khí tài Nga. Bất chấp lệnh cấm vận, chip Mỹ và các linh kiện công nghệ cao của phương Tây vẫn được sử dụng rộng rãi trong khí tài Nga. Trong một phóng sự gần đây, phóng viên tờ VSG tới thăm phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định ở Kiev. Tại đây, các mảnh vụn từ khí tài Nga như tên lửa, đạn pháo binh và UAV được thu thập để phân tích. Thứ mà họ thường xuyên tìm thấy trong các mảnh vụn này phần nào hé lộ một cuộc chiến khác, cuộc chiến vi mạch. Ảnh trái là module GPS của Uclock, một hãng bán dẫn Thụy Sĩ. Bên phải là hai con chip từ các công ty Mỹ, lần lượt là Xilin và Analog. Ảnh VSG. Các thiết bị bán dẫn trên đều có giá rất rẻ, chỉ từ vài chục đến trên dưới 100 USD, có nhiều vai trò khác nhau như định vị GPS, xử lý tín hiệu liên lạc, xử lý logic và nhiều tác vụ đa dạng khác. Ngoài đạn pháo và UAV thông thường, phòng thí nghiệm trên còn thu thập được một số mảnh vỡ được cho là của tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Đầu năm nay, truyền thông Mỹ đưa tin Nga đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa có vận tốc tới 11.000 km/h này tham chiến. Theo ông Andriy Kunchitsky, tại phòng thí nghiệm, khí tài Nga mà Ukraine thu thập được sử dụng rất nhiều linh kiện từ các nước trên thế giới, từ dụng cụ quang học Nhật đến các thành phần của Trung Quốc, Iran hay thậm chí Ireland. Tuy nhiên, thành phần được tìm thấy nhiều nhất là chip bán dẫn của các công ty Mỹ. Dữ liệu từ GUSI, một tổ chức nghiên cứu quốc phòng và an ninh của Anh, tiết lộ rằng 70% linh kiện do nước ngoài sản xuất trong 27. Hệ thống khí tài của Nga được sử dụng trong 4 tháng đầu cuộc xung đột đều do các công ty Mỹ sản xuất. Theo nghiên cứu sinh Denis Talosky tại GUSI, điểm khó khăn là làm sao để biết được các vi mạch được sử dụng trên nằm trong kho dự trữ của Nga kể từ trước khi xung đột nổ ra năm 2022 hay được nhập khẩu, sau đó cấm vận vi mạch và một số hàng hóa có công dụng kép khác hiện nằm dưới sự kiểm soát xuất khẩu của các nước phương Tây. Đáp lại, Nga đã thích nghi bằng cách nhập khẩu các bộ phận trên thông qua các nước bên thứ ba. Theo C4ADS, một tổ chức phi lợi nhuận về an ninh toàn cầu, chip phương Tây hiện chảy vào Nga thông qua các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thậm chí cả Maldives. Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, 70% công cụ máy móc và 90% thiết bị vi điện tử nhập vào Nga đến từ Trung Quốc đều là các hàng hóa công dụng kép. Các công ty phương Tây tuyên bố rằng các mặt hàng này đang được Nga nhập khẩu mà không có sự cho phép của họ. Cả Intel, công ty sở hữu Altera và Analog Devices, một nhà sản xuất chip lớn khác của Mỹ, đều cho biết họ không kinh doanh ở Nga và đã tuân thủ đầy đủ luật xuất khẩu ở Mỹ cũng như các quốc gia khác nơi họ làm việc. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới đưa ra gần đây nhằm mục đích hạn chế khả năng cơ sở công nghiệp quân sự của Nga được hưởng lợi từ một số dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu video hồi tháng 4, mỗi tên lửa tấn công Ukraine chứa hàng chục linh kiện, thiết bị điện tử và chip có nguồn gốc từ các công ty ở các nước khác và được nhập khẩu qua các lãnh thổ láng giềng của Nga. Để hạn chế khả năng tiếp cận vi mạch của Moskva, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ nhắm vào các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông bán chất bán dẫn và công nghệ khác cho Nga. Ví dụ, công ty Yushin Thâm Quyến có trụ sở tại Trung Quốc đã cung cấp công nghệ trị giá hơn nửa triệu USD, bao gồm cả vi mạch, cho Nga. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, một số vi mạch trong số này đã được phát hiện trên máy bay không người lái trinh sát của Nga. Các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào các cá nhân hỗ trợ mua sắm thiết bị vi mạch, chẳng hạn như Alexei Chichenev, công dân Nga, người quản lý mạng lưới mua sắm vi mạch quy mô lớn có trụ sở tại Hồng Kông. Điện Kremlin tuyên bố sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, như mọi khi trong những trường hợp tương tự, Nga sẽ không để yên cho những hành động gây hấn. Bà không nêu rõ phản ứng mà Mỹ sẽ phải nhận vi mạch trong chiến tranh hiện đại. Theo CityLabs, vi mạch bán dẫn đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng quân sự khác nhau, góp phần vào hệ thống thông tin liên lạc, công nghệ mã hóa, hệ thống radar, dẫn đường tên lửa và chiến tranh điện tử. Kích thước nhỏ, mức tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao khiến chúng trở nên lý tưởng cho các công nghệ quân sự đòi hỏi sự nhỏ gọn, hiệu quả và độ bền. Trong các hệ thống thông tin liên lạc, vi mạch được sử dụng để phát triển radio, thông tin vệ tinh và cơ sở hạ tầng mạng tiên tiến. Chúng cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn, chất lượng tín hiệu được cải thiện và kết nối nâng cao. Trong các hệ thống radar, vi mạch được sử dụng để tạo ra các bộ khuếch đại tần số cao và các bộ phận xử lý tín hiệu. Các thành phần này cho phép phát hiện và theo dõi chính xác các mục tiêu, nâng cao nhận thức tình huống và hỗ trợ xác định mối đe dọa. Vi mạch cũng được sử dụng trong chiến tranh điện tử khi chúng cho phép tạo ra các biện pháp làm gián đoạn hệ thống liên lạc và radar của đối phương. Hệ thống dẫn đường tên lửa dựa trên vi mạch sử dụng các cảm biến và bộ xử lý để tính toán quỹ đạo mục tiêu và dẫn đường tên lửa tới mục tiêu đã định một cách chính xác. Đó là chưa kể các phương tiện tự hành và UAV đang được tiếp sức bởi năng lực tính toán và xử lý dữ liệu tiên tiến của vi mạch hiện đại. Việc áp dụng năng lực tính toán mạnh mẽ vào các thiết bị này khiến chúng tăng cường khả năng giám sát mục tiêu, tiết kiệm năng lượng và tấn công chính xác đến mức không gây thiệt hại ngoài dự kiến. Theo KV International, trong tương lai các vi mạch mạnh hơn sẽ cho phép tích hợp các thuật toán học máy và AI phức tạp vào khí tài. AI được hỗ trợ bởi công nghệ bán dẫn sẽ hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, cung cấp các phân tích, dự đoán và đẩy nhanh quá trình ra quyết định. Ứng dụng công nghệ này có thể cách mạng hóa việc ra quyết định tự động, đánh giá mối đe dọa và thậm chí tự động bảo trì các thiết bị quân sự và hậu cần. Những thách thức đang chờ đợi Tổng thư ký tiếp theo của NATO. Thủ
Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte sẽ trở thành người thay thế ông Jens Stoltenberg giữ ghế Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Tuy nhiên, ông Rutte dự kiến sẽ không có nhiều thời gian dành cho trang mật khi chuyển đến văn phòng của NATO. Vào tháng 7 năm 2023, sau 13 năm giữ ghế Thủ tướng Hà Lan, ông Rutte tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường. Ông Rutte trở thành Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10 năm 2010. Nhưng đến tháng 10 năm 2023, ông Rutte bắn tín hiệu quan tâm đến việc thay thế ông Jens Stoltenberg. Ông Jens Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 tới. Trong nhiều tháng trời, Thủ tướng Rutte tiến hành một chiến dịch kín đáo để nhận được ủng hộ từ lãnh đạo nhiều quốc gia, vốn là những chính khách ông đã quen biết trong nhiều năm. Ông Rutte vốn là người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ, do đó nhanh chóng được Mỹ chấp nhận. Tiếp đó, phần lớn các thành viên NATO cũng có động thái tương tự. Ông Rutte nổi tiếng với tính hài hước và hóm hỉnh. Tuy là thủ tướng nhưng ông vẫn thường đạp xe từ nhà đến văn phòng. Đôi khi, người dân có thể thưởng thức tài năng âm nhạc của Thủ tướng Hà Lan khi ông ngồi chơi piano ở nhà ga trung tâm The Hague. Nhưng với vai trò là Tổng thư ký NATO, ông Rutte có lẽ sẽ phải trở nên nghiêm túc và khôn khéo hơn một chút. Trang tiếp theo trong sự nghiệp chính trị của ông Rutte sẽ không phải là con đường trải thảm hoa hồng. Nhiệm vụ chính của ông là cân bằng các lợi ích giữa 32 thành viên NATO để tổ chức này có thể mang tiếng nói thống nhất. Dưới đây là các vấn đề khó khăn mà ông Rutte có thể phải đối mặt khi trở thành Tổng thư ký NATO. Khả năng cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại. Chỉ 4 tuần sau khi ông Rutte bắt đầu công việc mới, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống tiếp theo. Và một trong hai ứng cử viên chính là cựu Tổng thống Donald Trump. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã cảnh cáo rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ cắt viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, nó có thể giáng đòn mạnh vào uy tín của NATO trong hỗ trợ Ukraine. Vì Mỹ cho đến nay là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, viễn cảnh ông Trump tái đắc cử cũng có thể làm hỏng kế hoạch của NATO nhằm chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên trong tương lai. Vào năm 2023, NATO cam kết rằng họ có thể mời Ukraine gia nhập khối quân sự khi các thành viên đồng ý và đáp ứng một số điều kiện. Tuy nhiên, xét theo cái nhìn của ông Trump về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết đó có nguy cơ lung lay. Cuộc tấn công của Nga và Ukraine trong mùa đông. Theo tờ Politico, Mỹ, ngay khi ông Rutte nhậm chức mới ở NATO, Ukraine sẽ đề nghị ông giúp đỡ khi mùa đông đến gần. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công các nhà máy nhiệt điện và đập nước của Ukraine. Đây là những cơ sở hạ tầng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể sửa chữa hoàn toàn. Trong mùa đông đầu tiên của xung đột Nga-Ukraine, Moskva đã tấn công lưới điện của Kiev. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Stoltenberg cho biết, mấu chốt nằm ở việc nhiều hệ thống phòng không hơn sẽ bảo vệ các nhà cung cấp năng lượng. Ukraine đồng che chở cho các công nhân sửa chữa những cơ sở bị hư hỏng. Các quốc gia thành viên NATO cũng đang tìm cách gửi, hoặc trong trường hợp của Hà Lan là xây dựng hệ thống phòng không. Nhưng châu Âu không có nhiều hệ thống phòng không để chuyển cho Ukraine, trong khi đó, xúc tiến tại Mỹ lại bị trì hoãn tại Quốc hội, thuyết phục các thành viên NATO đạt mục tiêu chi tiêu. NATO gần đây đã ghi nhận số lượng kỷ lục các thành viên đạt mục tiêu dành 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho chi tiêu quốc phòng. Ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết có 23 thành viên NATO đã đạt mục tiêu này. Hà Lan cũng vượt ngưỡng 2% GDP trong năm nay sau nhiều năm thiếu hụt. Nhưng điều này có nghĩa là 1 trên 3 thành viên NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu. Mặc dù đã đưa ra cam kết đó 10 năm trước tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2014, các quốc gia Nam Âu nằm trong số những nước vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Tại Italy, ước tính năm 2020, dư sẽ giảm nhẹ so với mức vốn đã thấp là 1,5% của năm 2023. Tây Ban Nha sẽ chỉ chi 1,28% trong năm nay, trong khi nước láng giềng Bồ Đào Nha cam kết 1,55%. Sự đông của NATO bất bình. Các quốc gia giáp biên giới Nga không phải là những người hâm mộ lớn nhất của ông Rutte. Họ tức giận về việc Hà Lan chi tiêu quốc phòng thấp và đặc biệt không bằng lòng khi vai trò hàng đầu tại NATO luôn thuộc về các quốc gia phương Tây hoặc Bắc Âu. Mặc dù các quốc gia ở Sườn Đông đã tham gia liên minh quân sự này được 1/4 thế kỷ, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã không tham gia cuộc đua giành ghế Tổng thư ký NATO sau khi nhận thông báo rằng các quốc gia như Mỹ, Pháp và Đức sẽ không ủng hộ bà. Họ lo ngại rằng việc bổ nhiệm bà Kaja Kallas sẽ khiến Moskva coi là hành động leo thang thù địch bởi Nga và Estonia là hai láng giềng. Hiện bà Kaja Kallas là ứng cử viên hàng đầu thay thế cho vị trí đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, EU về chính sách an ninh và đối ngoại của ông Joseph Borrell. Các quốc gia ở Sườn Đông giờ đây có thể sẽ yêu cầu đưa đại diện của họ vào vị trí ở cấp thứ hai của NATO là phó tổng thư ký và các chức vụ trợ lý tổng thư ký. Trong khi phó tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm là người Romania, tất cả 7 trợ lý tổng thư ký đều đến từ các quốc gia phương Tây, 2 từ Mỹ, 1 từ Đức, Hà Lan, Anh, Italy và Pháp. Quả thực, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông Rutte với tư cách người đứng đầu NATO là chỉ định cấp phó và sẽ có áp lực buộc ông phải bổ nhiệm một cá nhân từ quốc gia ở Sườn Đông. Bên trong cuộc thảo luận của phương Tây về việc Ukraine gia nhập NATO, các quan chức Mỹ và Đức đề xuất NATO nên cam kết trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới rằng Ukraine có một cầu nối để gia nhập liên minh, thay vì một con đường không thể đảo ngược như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói vào tháng 4/2024. Cuộc thảo luận trước thềm thượng đỉnh NATO, Mỹ và một số đồng minh chủ chốt, bao gồm cả Anh đang tích cực thảo luận về mức độ cam kết mạnh mẽ với tư cách thành viên NATO của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, sắp tới ở Washington.
Trong khi đó, Mỹ phải đối mặt với sự chỉ trích từ nhiều nước châu Âu vì không sẵn sàng tiến xa hơn như một số quốc gia mong muốn. Đặc biệt là những nước giáp biên giới với Nga, các nguồn tin của Mỹ và châu Âu quen thuộc với các cuộc thảo luận cho hay, các quan chức Mỹ và Đức đã đề xuất rằng liên minh nên cam kết trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới rằng Ukraine có một cầu nối để trở thành viên NATO, thay vì một con đường không thể đảo ngược như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói vào tháng 4 bằng ngôn ngữ được Anh cùng một số nước Đông và Trung Âu ủng hộ. Nhiều nguồn thạo tin nhận định với CNN, tuyên bố cuối cùng NATO đưa ra về Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới ở Washington là rất quan trọng. Nó sẽ được các đồng minh thảo luận cụ thể trong những ngày tới và sau đó được xem xét kỹ lưỡng vì tuyên bố này sẽ vạch ra cho thế giới, đặc biệt là Nga, những mục tiêu cho Ukraine trong NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, chúng tôi sẽ tiến hành các bước đi cụ thể, đưa Ukraine tới gần NATO và đảm bảo rằng có một cầu nối để nước này trở thành thành viên, một cây cầu vững chắc và sáng sủa. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định tại cuộc họp của Ngoại trưởng các nước NATO ở Brazil, Cộng hòa Séc vào cuối tháng 5. Một quan chức cấp cao Mỹ nhận định, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden không cho rằng từ không thể đảo ngược sẽ nhận được sự ủng hộ của toàn bộ liên minh, khi đặc biệt chỉ ra việc Hungary có thể là bên dễ cản trở. Quan chức này cho biết, Mỹ tin rằng họ sắp đạt được một giải pháp với tất cả đồng minh về mặt ngôn từ song từ chối cho xem trước quyết định trên. Một số thành viên NATO cũng do dự sử dụng từ này bởi Ukraine chưa thực hiện được tất cả các cải cách dân chủ và chống tham nhũng cần thiết để trở thành thành viên. Một quan chức Mỹ khác nói, giữa bối cảnh thời điểm đến hội nghị thượng đỉnh còn khoảng một tháng nữa, chủ đề này vẫn là tâm điểm căng thẳng trong các cuộc thảo luận đang diễn ra. Theo một nhà ngoại giao Trung Âu, hầu hết các nước Trung Âu đều thất vọng vì sự mơ hồ và trì hoãn của chính quyền Tổng thống Biden trong việc phác thảo một lộ trình cụ thể cho Ukraine. Một quan chức châu Âu khác mà quốc gia của người này có quan điểm tích cực hơn so với Mỹ về tư cách thành viên của Ukraine thì tiết lộ rằng các nước châu Âu đã trực tiếp vận động Nhà Trắng để lộ trình gia nhập của Ukraine trở nên rõ ràng nhất có thể. Chúng tôi cảm thấy cần phải vạch ra một con đường mới, cần xem xét việc theo dõi nhanh tư cách thành viên của Ukraine, quan chức này nói. Hồi tháng 4, 2024, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev rằng công việc mà chúng tôi thực hiện đang đưa Ukraine vào một con đường không thể đảo ngược để trở thành viên NATO để đến khi thời điểm thích hợp, Ukraine có thể trở thành viên NATO ngay lập tức. Tuy nhiên, có một sự thừa nhận chung rằng quan điểm của NATO ngoài hội nghị thượng đỉnh cần phải được cải thiện so với cuộc họp năm ngoái ở thủ đô Vilnius của Litva, khi các đồng minh tuyên bố rằng tương lai của Ukraine là ở NATO nhưng không đưa ra mốc thời gian. Các thành viên của NATO thông báo vào thời điểm đó rằng họ sẽ loại bỏ yêu cầu về kế hoạch hành động thành viên đối với Ukraine nhằm giúp nước này dễ dàng gia nhập liên minh hơn, nhưng vẫn từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể. Điều đó đã khiến Tổng thống Zelensky không hài lòng khi ông đăng trên mạng xã hội X rằng việc không đưa ra mốc thời gian cho tư cách thành viên là chưa từng có và vô lý. Cam kết mơ hồ năm 2008. Trở lại năm 2008 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Budapest, Ukraine lần đầu tiên được đưa ra một cam kết mơ hồ về lời mời gia nhập liên minh trong tương lai. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có ngôn ngữ thể hiện rằng Ukraine sẽ trở thành viên của liên minh, ngôn ngữ chính xác về những gì chúng tôi sẽ đồng ý hiện đang được thảo luận giữa các đồng minh. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một giải pháp tốt, đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh, ông Stoltenberg nói tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 6 năm 2024. Chính quyền Tổng thống Biden đã ca ngợi Hiệp ước Quốc phòng 10 năm mới kỳ với Ukraine và gọi nó là cầu nối để Ukraine trở thành viên cuối cùng trong liên minh NATO. Tuy nhiên, với nhiều nước châu Âu, điều đó vẫn chưa đủ. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ ủng hộ điều không thể đảo ngược, một quan chức Đông Âu nói. Quan chức này nhận định việc chúng tôi mong muốn nhiều hơn từ phía Mỹ không phải là bí mật, đồng thời cho biết họ hy vọng chính quyền Washington vẫn có thể linh hoạt trước thềm cuộc họp chính thức vào tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình sẽ chỉ bắt đầu với Ukraine nếu Kiev chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Ngay sau khi Kiev tuyên bố họ sẵn sàng cho một quyết định như vậy, lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán sẽ ngay lập tức được đưa ra từ phía chúng tôi, Tổng thống Putin nói. Một nội dung quan trọng trong tư cách thành viên NATO là nguyên tắc phòng thủ tập thể tại Điều 5 Hiệp ước NATO. Theo đó, các đồng minh NATO sẽ bảo vệ bất kỳ thành viên nào bị tấn công. Ukraine đã tăng cường nỗ lực gia nhập NATO kể từ năm 2014, từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022. Giới chức nước này và châu Âu đã cáo buộc Mỹ quá lo ngại về việc khiêu khích Nga cũng như nguy cơ xung đột leo thang. Ukraine vừa biết ơn, vừa thất vọng khi chứng kiến Mỹ cung cấp các gói hỗ trợ vũ khí ngày càng lớn hơn nhưng với tốc độ chậm hơn mức cần thiết. Tháng trước, ông Stoltenberg đã gián tiếp chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công Nga. Điều mà Ukraine nói rằng chẳng khác nào họ phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Ukraine có quyền tự vệ và điều đó bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, ông Stoltenberg nói với The Economist. Ngày 30 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden thông báo Ukraine có thể tấn công lãnh thổ Nga nhưng chỉ theo một cách hạn chế. Đó là nhắm vào các mục tiêu quân sự bên kia biên giới từ thành phố Kharkov, chứ không phải bằng vũ khí đáng gờm nhất của Mỹ là tên lửa tầm xa ATACMS. Anh thường có lập trường cứng rắn hơn so với Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như cách sử dụng những vũ khí này. Nhìn chung, trong suốt cuộc xung đột, các quan chức Anh, đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong NATO luôn hy vọng Nhà Trắng có lập trường quyết liệt hơn. Các quan chức mà CNN trao đổi nhấn mạnh rằng, khi nói đến
Thông cáo của NATO thì vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra và việc sử dụng ngôn từ vẫn đang được thảo luận tích cực trước thềm hội nghị. Một quan chức Đông Âu cho biết, khi văn bản được đặt trên bàn và các quốc gia bắt đầu đàm phán, chúng ta sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán và dĩ nhiên chúng tôi muốn nó tham vọng nhất có thể. Lý do hàng ngàn triệu phú đang chạy khỏi nước Anh. Một số lượng triệu phú kỷ lục có thể rời Vương quốc Anh trong năm nay, tuy nhiên Thủ tướng Rishi Sunak và phu nhân nằm trong số những triệu phú sẽ ở lại, bất kể kết quả cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7 như thế nào. Một số lượng triệu phú kỷ lục có thể rời Vương quốc Anh trong năm nay do bất ổn chính trị và khả năng tăng thuế dưới thời chính phủ. Công đảng tương lai đang làm giảm sức hấp dẫn của nơi từng là một trong những điểm đến hàng đầu của giới nhà giàu. Theo ước tính tạm thời trong báo cáo công bố ngày 18 tháng 6 của tổ chức tư vấn di cư Haley và Partner có trụ sở tại London, có tới 9.500 người với tài sản ròng có thể đầu tư ít nhất 1 triệu USD sẽ rời khỏi Anh, nhiều hơn gấp đôi số người rời đi trong năm 2023. Hannah White, giám đốc điều hành của Viện Chính phủ Institute for Government Anh, viết trong báo cáo. Những con số này phản ánh sự gia tăng các yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của Vương quốc Anh đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Những dư âm từ Brexit tiếp tục được cảm nhận với việc thành phố London không còn được coi là trung tâm tài chính của thế giới nữa. Báo cáo này dựa trên dữ liệu về 150.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao HNWKI được theo dõi bởi công ty đầu tư New World Water. Công ty chỉ tính những người ở Anh trong hơn nửa năm và tập trung chủ yếu vào những nhà sáng lập công ty, chủ tịch, CEO, các giám đốc khác và đối tác quản lý. Cuộc di cư liên tục khỏi Vương quốc Anh với 16.500 triệu phú rời đi từ năm 2017 đến năm 2023 là một phần trong cuộc di cư ồ ạt toàn cầu của người giàu dường như đang tăng tốc. Báo cáo của Haley Private Wealth Migration cho thấy 128.000 triệu phú sẽ chuyển nơi ở trong năm nay, vượt qua kỷ lục 8.000 của năm ngoái. Dominic Volek, người đứng đầu bộ phận khách hàng tư nhân tại Haley và Partner, cho biết trong một thông cáo báo chí, khi thế giới vật lộn với cơn bão căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và biến động xã hội, các triệu phú đang rời đi với số lượng kỷ lục. Trong số 15 quốc gia có nhiều triệu phú cư trú nhất, Vương quốc Anh đang phải chịu tổn thất nặng hơn hầu hết các nước khác. Chỉ có Trung Quốc mất nhiều người giàu hơn với 15.200 người vào năm 2024 và đây là một trong ba nơi, cùng với Nhật Bản và Hồng Kông, chứng kiến xu hướng giảm lớn nhất kể từ năm 2013. Tác động của Brexit với việc chấm dứt di chuyển tự do của người dân giữa Anh và Liên minh châu Âu cũng như gia tăng các rào cản mới đối với thương mại và đầu tư, và các cú sốc kinh tế khác như chiến tranh ở Ukraine và giá năng lượng tăng vọt sau đó đã trở nên phức tạp hơn giữa một thời kỳ bất ổn chính trị chưa từng có. Vương quốc Anh đã trải qua 5 thủ tướng kể từ năm 2010, bao gồm cả nhiệm kỳ chỉ 45 ngày của Liz Truss vào năm 2022, khi kế hoạch của bà tăng cường vay nợ chính phủ để cắt giảm thuế đã khiến đồng bảng Anh lao dốc xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ và buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi can thiệp nhằm ngăn chặn khủng hoảng tài chính. Sự bất ổn như vậy đã khiến các nhà hoạch định chính sách gặp khó khăn hơn nhiều trong việc giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế, điều kém của đất nước và thúc đẩy môi trường đầu tư tốt hơn. Lúc này, còn có một rủi ro mới sắp xảy ra. Công đảng của ông Keir Starmer đang dẫn trước đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak với tỷ lệ chênh lệch khoảng 20% trong các cuộc thăm dò dư luận, đang nỗ lực hết sức để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời hứa hẹn sự ổn định kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 7 sắp tới. Starmer và người phát ngôn tài chính của ông, Rachel Reed, người trước đây làm việc tại Ngân hàng Anh, đã cam kết sẽ không tăng thuế thu nhập hoặc thuế bán hàng và tuân thủ các quy định tài chính do chính phủ của Thủ tướng Sunak thông qua. Nhưng việc công đảng đối lập cam kết tăng thuế có mục tiêu có thể ảnh hưởng đến người giàu. Họ muốn loại bỏ mức giảm thuế 20% đối với các trường tư để tài trợ cho các giáo viên mới trong khu vực nhà nước, đóng những lỗ hổng còn lại vốn cho phép những cư dân không thường trú tại Anh bảo vệ một số nguồn thu nhập nước ngoài của họ khỏi thuế và huy động thêm tiền từ các công ty cổ phần tư nhân. Dòng người sở hữu giá trị vốn dòng cao chạy khỏi Anh do bối cảnh kinh tế và chính trị hiện đang được thúc đẩy bởi các quyết định chính sách trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, có một cặp vợ chồng rất giàu dường như sẽ ở lại, bất kể kết quả thế nào vào ngày 4 tháng 7, đó là Sunak, một triệu phú, cựu giám đốc quỹ tài chính, và vợ của ông Akshata Martin, con gái của một tỷ phú công nghệ Ấn Độ, sở hữu khối tài sản trị giá 651 triệu bảng Anh, 826 triệu USD. Theo bảng xếp hạng Weeklist của tờ Sunday Times, họ giàu hơn cả vua Charles. Thủ tướng Sunak cho biết trong tuần trước rằng ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ nếu được bầu lại làm thành viên quốc hội đại diện khu vực bầu cử phía Bắc nước Anh, ngay cả khi đảng bảo thủ của ông mất hết ghế trong chính phủ.